tôi, Thiếu tướng Kim Vình, trân trọng kính chào Đức Quốc công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam, kính chào quý Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý thành viên, đồng nhiệm cùng đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước. Hôm nay, ngày 11 tháng 5 năm 2021, tại diễn đàn Tổng thống Đào Minh Quân, Bộ Văn hóa, Giáo dục và Thanh niên, chúng tôi trân trọng kính mời Đức Quốc công Tổng thống Đào Minh Quân, quý Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý đồng nhiệm cùng đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước cùng thành kính trang nghiêm dâng lời cầu nguyện. Lạy Đấng tối cao, Thượng Đế, Trời Phật và hồn thiên sông núi, các bậc tiền nhân, anh hùng dựng nước và giữ nước, xin phò hộ, độ trì, ban phước lành cho chúng con, xin che chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con được thoát họa cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Xin bảo vệ Đức Quốc công Tổng thống Đào Minh Quân và tất cả những nhà ái quốc chân chính. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan, đoàn kết, nhẫn nại, can đảm, sáng suốt để cùng với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa dẫn đưa dân tộc Việt Nam qua cơn hiểm nghèo đến bến bờ hạnh phúc, vinh quang, trường cửu, mọi nhà được an hưởng thái bình, thịnh trị của thời Thượng Nguyên Thánh Đức. Xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính. Sống thì phải cho lẫm liệt, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh, đúng theo gương sáng của vị lãnh đạo tinh thần của chúng con đã tuyên xưng. Lời cầu nguyện vừa chấm dứt, trân trọng kính mời Đức Quốc công Tổng thống Đào Minh Quân, kính mời quý Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc cùng quý thành viên đồng nhiệm và đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước cùng bắt đầu vào chương trình. Trân trọng kính mời. Để mở đầu chương trình như thường lệ, chúng tôi kính mời quý đồng bào cùng nghe bài hát quen thuộc Việt Nam Đào Minh Quân. Đào Minh Quân, anh hùng cứu mình dân Việt, quên thân mình, ngày ngày chúng lo việc nước. Một lời thề dân chiến đấu không ngại ngần vì nước hy sinh cho người cầu quốc quang vinh. Việt Nam Đào Minh Quân dẫn đang chờ ngày vui non, xóa tan bao nỗi lầm than. Việt Nam Đào Minh Quân xây cờ Đào Minh Quân, anh hùng cứu người dân Việt, quên thân mình ngày ngày chung lao việc nước. Một lời thề dân chiến đấu không ngại ngần vì nước hy sinh cho một đời tổ quốc quang vinh. Việt Nam Đào Minh Quân dân đang chờ ngày vui non, xóa tan bao nỗi lầm than. Việt Nam Đào Minh Quân xây cờ đồ ánh dương đang soi sáng khắp địa cầu.
dương đang soi sáng toàn nước Việt Nam của chúng ta và lan tỏa khắp địa cầu. Đúng vậy đó thưa quý đồng bào, vì hiện tại chúng ta, tất cả những người dân Việt chúng ta đã trải qua những ngày vui mừng không kể xiết là Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đã thắng kiện Tàu Cộng 38.000 tỷ Mỹ Kim và Tòa án Môi trường Quốc tế đã xử xong cái vụ án đó ngày 14 tháng 4 năm 2021 vừa qua. Cho nên toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta đang có ánh dương soi sáng toàn đất nước Việt Nam và lan tỏa khắp địa cầu, vì chúng ta trong những năm tháng đã qua ở tại đất nước Việt Nam của chúng ta bị một ách nạn vô cùng khủng khiếp, đó là nạn Cộng sản đang chiếm nước Việt Nam của chúng ta, và Cộng sản đang lan tràn khắp thế giới mà chưa có một ai diệt được cái họa nạn này. Duy nhất chỉ có một người anh hùng của đất nước Việt của chúng ta, đó là ngài Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam. Tất cả toàn dân Việt của chúng ta phải lấy làm hãnh diện khi Việt Nam của chúng ta đã đứng ra để cứu toàn thế giới đó thưa quý đồng bào. Như vậy mỗi một người dân Việt Nam, mỗi một người dân Việt Nam một lá phiếu, là không những chúng ta cứu dân Việt mà chúng ta cũng cứu cả luôn thế giới đó. Cho nên nước Việt Nam của chúng ta sau này rất là nổi tiếng, và đất nước Việt Nam của chúng ta sẽ bước lên một đời, một thời mới, đó là thời Thượng Nguồn Thánh Đức mà chưa có nước nào có được. Cho nên đây là một niềm vinh dự, một sự hãnh diện vô cùng lớn lao của toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta, của tất cả những người dân Việt. Cho nên hiện tại hãy hưởng ứng lấy những niềm vui sướng và những hạnh phúc mới đang đến cho toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta bằng lá phiếu trưng cầu dân ý. Rất là đơn giản, lá phiếu trưng cầu dân ý rất an toàn và tiện lợi, không tốn một giọt mồ hôi mà cũng không đổ một giọt máu nào. Quý đồng bào có thấy Đức Quốc Công cứu dân Việt của chúng ta một cách tuyệt vời hay không? Vì trong những năm vừa qua, Cộng sản đã giết hại dân Việt của chúng ta biết bao nhiêu, và những người lính quân lực Việt Nam Cộng hòa phải bảo vệ đất nước Việt Nam và phải nằm xuống một cách hy sinh một cách vô tội vạ. Ngay cả nước đồng minh của chúng ta là nước Hoa Kỳ cũng phải nằm xuống hy sinh tại chiến trường Việt Nam của chúng ta. 58.721 chiến binh Hoa Kỳ đã tử trận tại chiến trường của Việt Nam của chúng ta. Thì như vậy, cái cuộc chiến tranh này là một cái cuộc chiến tranh không đáng có, vì Tàu Cộng đang muốn chiếm nước Việt Nam của chúng ta và chúng nó dùng thủ đoạn là biến người Việt, cai trị người Việt giết hại người Việt đánh đập người Việt khủng bố tinh thần người Việt. Tất cả những người dân Việt Nam của chúng ta phải chịu đau khổ từ năm 1945 cho đến hôm nay, chứ không phải là ngày 30 tháng 4 năm 1975 đâu thưa quý đồng bào. Vì từ năm 1945 khi Pháp trả độc lập cho Việt Nam của chúng ta thì Thủ tướng Trần Trọng Kim lên nắm chính quyền, nhưng Cộng sản Tàu đã mưu mô xảo quyệt để khiến cho Cộng sản miền Bắc chiếm lấy miền Bắc Việt Nam của chúng ta. Cho nên nước Việt Nam của chúng ta đã trải qua hơn 75 năm ngoài miền Bắc và hơn 45 năm rồi ở trong miền Nam. Sự đau khổ, đau thương nghiệt ngã của dân Việt này không sao kể xiết. Mà người đau lòng nhất đó là Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam. Từ ngày khi ngài còn nhỏ, ngài đã nhìn thấy những tên Cộng sản giết dân một cách vô tội vạ, cắt cổ, chôn sống, đập đầu, chúng không chừa một cái thủ đoạn nào cả. Và chính những ngày tháng đó, lúc Đức Quốc Công chỉ mới 14 tuổi mà thôi, khi Đức Quốc Công được đi vào những vùng thôn xa hẻo lánh cùng với nhà báo Robert D. Oman, ngài đã nhìn qua ống dòm của nhà báo và để thấy những cái
thảm trạng mà người dân Việt bị Cộng sản giết một cách tàn ác. Mà ở đây nó đau khổ một điều, những người giết những đồng bào vô tội đó là chính lại là những người Việt Nam. Cho nên Ngài rất đau lòng và Ngài nhất định phải cứu những người dân vô tội. Thậm chí khi Ngài chưa đủ tuổi để đi lính mà mới 16 tuổi thôi, Ngài cũng lấy giấy tờ của người Anh để tham gia vào đội biệt kích My Force, để Ngài bằng mọi cách để cứu người dân, những người dân lành vô tội được chết một cách thảm thương. Và từ những năm tháng mà Ngài còn trẻ, còn nhỏ đó, cho đến ngày hôm nay, không bao giờ Ngài quên đi những người dân Việt đang đau khổ lầm than dưới ách thống trị của Cộng sản Việt Nam. Cho nên ngày hôm nay, hoài bão và nguyện ước của Đức Quốc Công đang thành sự thật. Và Ngài đã thắng một vụ kiện vang dội cả thế giới mà chưa có ai làm được điều này. Vì chỉ một mình Đức Quốc Công đơn thân độc mã đứng ra kiện Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam đó, thưa quý đồng bào. Không có ai chung quanh Đức Quốc Công cả. Thì quý đồng bào có thấy là mình là một người dân Việt có thấy hãnh diện hay không? Có thấy người Việt của chúng ta kiêu hùng đến mức độ nào hay không? Cho nên Cộng sản muốn cho người dân Việt của chúng ta đi trong tăm tối, thì chúng ta nhất định sẽ là những người dân Việt sáng suốt để lựa chọn một con đường cho nước Việt của chúng ta. Cho nên chúng ta hãy đồng lòng trưng cầu dân ý, hệ thống trưng cầu dân ý an toàn và tiện lợi. Chúng ta chỉ cần nhấn 4 chữ trưng cầu dân ý viết tắt .us và vào đó thì chúng ta sẽ nhấn vào, khi chúng ta thấy một trang hiện lên có 4 chữ trưng cầu dân ý bằng chữ in lớn viết tắt, nhấn tiếp vào 4 chữ này sẽ hiện lên cho chúng ta thấy lá phiếu để chúng ta điền vào. Và tôn chỉ của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa do Đức Quốc Công Đào Minh Quân lãnh đạo là duy thật là cộng. Bao nhiêu năm nay, Cộng sản Việt Nam đang lừa gạt người dân, lừa dối người dân, đem một cái tên gián điệp Tàu Cộng vào đất nước Việt Nam của chúng ta, giết hại bao nhiêu đồng bào vô tội. Hàng trăm ngàn người đã bị giết ở tại miền Bắc Việt Nam của chúng ta khi Hồ Chí Minh cướp chính quyền miền Bắc. Thì một cái tên gián điệp Tàu Cộng đó đã vào đất nước chúng ta mà Cộng sản Việt Nam đã lừa gạt người dân, bắt người dân gọi là cha già dân tộc. Thì đây là một điều sỉ nhục cho dân tộc Việt Nam của chúng ta đó, thưa quý đồng bào. Vì khi Đức Quốc Công còn nhỏ, mới 14 tuổi thôi, mà Đức Quốc Công không có chấp nhận cho một người ngoại quốc xem thường một em nhỏ, mà người ngoại quốc đó cầm lon coca đưa cho một em nhỏ mà người ngoại quốc đang uống dở. Thì Đức Quốc Công thấy cái trường hợp đó, Đức Quốc Công không chấp nhận mà chạy đến để gạt lon coca rơi xuống đất. Thì hành động đó của Đức Quốc Công đã cho một người, người đó là người Mỹ đó, thưa quý đồng bào, một người Mỹ thấy rằng đừng có nghĩ một em nhỏ như vậy mà lại cho một lon coca uống dở. Muốn cho thì hãy cho lon nguyên. Khi đó Đức Quốc Công nhìn vào chiếc xe của người Mỹ và thấy ở trong đó còn những thùng coca, có những lon coca trong đó rất là nhiều. Đức Quốc Công nhìn vào chiếc xe và nhìn thẳng vào mặt người Mỹ và với ánh mắt giận dữ. Thì người Mỹ hiểu ý và đi lấy những lon coca đó phát cho những em nhỏ, mỗi em một lon. Nhưng khi người Mỹ đó đưa cho Đức Quốc Công một lon thì Đức Quốc Công không có nhận, mà Đức Quốc Công để lon coca đó xuống và quay lưng đi về. Thì như vậy, chúng ta so sánh khi Đức Quốc Công còn nhỏ, chỉ mới 14 tuổi thôi, mà Đức Quốc Công còn không chấp nhận cho một người nước ngoài xem thường một em nhỏ
cho một em nhỏ uống lon coca còn uống dở. Thì uống lon coca đang uống dở. Thì ngày hôm nay, người dân Việt Nam của chúng ta, mà Cộng sản Việt Nam đang bắt người dân phải gọi một cái tên gián điệp Tàu Cộng đang nằm tại Lăng Ba Đình là cha già dân tộc. Thì quý đồng bào thấy có sỉ nhục hay sao hay không cho tất cả dân Việt của chúng ta? Chắc chắn là Đức Quốc Công không bao giờ chấp nhận được. Và Đức Quốc Công đã cho người dân thấy được một thắng lợi mà khi Cộng sản Việt Nam đã đưa Hồ Chí Minh ra để đưa ra ngoài UNESCO, Cơ quan Văn hóa Khoa học Liên Hiệp Quốc, để vinh danh Hồ Chí Minh nhân 100 tuổi giả của Hồ Chí Minh, để cho Hồ Chí Minh là danh nhân thế giới. Nhưng ngay ngày hôm đó, Đức Quốc Công đã đem về một thắng lợi tuyệt vời cho dân tộc Việt Nam của chúng ta, để chứng minh cho người dân của chúng ta thấy rằng Hồ Chí Minh đang nằm tại Lăng Ba Đình đó không phải là người Việt Nam. Vì Đức Quốc Công chỉ yêu cầu một điều kiện, chứng minh cho được Hồ Chí Minh có dấu vân tay giống với Nguyễn Ái Quốc. Dấu vân tay của Nguyễn Ái Quốc vẫn còn nằm ở trong thẻ căn cước tại Sở Liêm Phóng Phòng Nghị của Pháp. Cộng sản Việt Nam không chứng minh được. Cho nên Hồ Chí Minh là một tên gián điệp Tàu Cộng đã do Cộng sản Tàu cai cắm vào đất nước Việt Nam của chúng ta, thì làm sao có dấu vân tay giống Nguyễn Ái Quốc cho được. Cho nên từ chỗ đó, ngay những ngày tháng đó, 19 tháng 5 năm 1989, thì ngay những ngày tháng đó là Đức Quốc Công đã cho dân tộc Việt Nam của chúng ta biết Hồ Chí Minh không phải là người Việt Nam. Nhưng vì Cộng sản Việt Nam rất mưu mô và ma mãnh, cho nên chúng nó đã che đậy và dẫn dắt người dân đi vào chỗ tăm tối. Và người dân không thấy đường để đi ra khỏi cái vùng tăm tối đó. Cho nên Đức Quốc Công cũng đã có những lời để Ngài hướng từ cho tất cả chúng ta, người dân Việt, phải nên hiểu rằng Đức Quốc Công đã nói như thế này: ta thuyết cộng sản của ngoại nhân do Hồ Chí Minh du nhập vào Việt Nam đáng lẽ phải cáo chung từ lâu rồi, nhưng bởi dân ta ngộ nhận nuôi dưỡng nên họa này mới tồn tại cho đến hôm nay. Chỉ cần người dân đừng sợ hãi, nhìn rõ vào sự thật, không hợp tác với chúng thì cộng sản phải tan rã. Đây là những lời vàng ngọc của Đức Quốc Công để cho người dân Việt của chúng ta hiểu được và phải làm những điều Đức Quốc Công đang giúp người dân thoát khỏi chế độ Cộng sản Việt Nam. Hiện tại, những người dân Việt Nam của chúng ta vì Cộng sản chúng nó rất là ma mãnh, cho nên hiện tại Cộng sản đang hút máu những người dân đến cạn kiệt mà người dân không biết. Là vì sao? Vì ở các nước tự do, những vị lãnh đạo người ta lo cho dân được đầy đủ no cơm ấm áo, không có ai phải lang thang đầu đường xó chợ cả. Nhưng dân Việt Nam của chúng ta vì những tiêu chuẩn đúng ra người lãnh đạo phải lo cho dân, nhưng đằng này những người đang cai trị người dân lại móc túi người dân, và những tiêu chuẩn người dân đúng ra được hưởng, chẳng hạn như bệnh viện người dân vào thì không có trả tiền được miễn phí, nhưng đằng này chúng nó bóc lột người dân bằng cách người dân bệnh hoạn thì vào phải đóng tiền viện phí. Nhưng nó đau lòng ở chỗ là người dân Việt của chúng ta rất nghèo, tại vì cộng sản không có để cho người dân được đầy đủ đói ăn, cho nên từ chỗ đó chỉ lo miếng ăn hàng ngày mà thôi, không bao giờ nghĩ đến chuyện xa xôi hơn nữa, không bao giờ nghĩ đến chuyện xã hội có được bình yên hay không, đất nước có được an bình hay không, không bao giờ nghĩ đến, chỉ lo đến cái bao tử mà thôi. Đó là một cách cai trị rất là tàn độc người dân Việt Nam của chúng ta.
Cho nên từ chỗ đó người dân vào bệnh viện phải cầm nhà hay là vay tiền, những cái đồng tiền mà vay mượn phải trả tiền lời rất là nặng để nuôi những người thân của mình đang nằm viện. Như vậy đã khổ lại càng khổ thêm, và cuối cùng thì không thể, cái nỗi khổ đó không sao kể xiết. Còn trẻ em thì sao? Trẻ em là rường cột của nước nhà thì lại lang thang đầu đường xó chợ, không có tiền để đến trường học. Nhưng thực chất chúng tôi có thể nói một điều như thế này: ngay cả đến trường học cũng là những giáo điều của Cộng sản nhồi sọ tẩy não những người dân từ nhỏ cho đến lớn. Cho nên hiện tại dân tộc Việt Nam của chúng ta, những ai còn sáng suốt, những ai chưa có bị Cộng sản tẩy não thì hãy nói, hãy thông tin cho tất cả những người dân của chúng mình biết là hiện tại chúng ta đang được cứu, và Đức Quốc Công là người đứng ra để cứu toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta qua lá phiếu trưng cầu dân ý. Hiện nay chúng tôi rất vui khi biết được thế hệ trẻ, thế hệ thanh niên là thế hệ rường cột của đất nước Việt Nam của chúng ta đã ý thức được và tham gia vào Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa để giúp cho đất nước khôi phục lại và được tiến lên những ngày tháng, được bền vững trong tương lai, không có bị họa nạn ngoại xâm xâm lược. Cho nên từ chỗ đó chúng tôi rất vui mừng và rất cảm ơn tất cả những em trẻ thanh thiếu niên đã có ý thức được. Nhưng chúng tôi cũng rất mong mỏi các em nên lan truyền những tin tức này và chỉ cho người dân biết được Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa do Đức Quốc Công Đào Minh Quân đang lãnh đạo, hệ thống truyền thông của chính phủ để cho tất cả tìm hiểu, lắng nghe và xem những tin tức nói lên sự thật để cho người dân không bị Cộng sản lừa dối nữa. Thì hôm nay chúng tôi ngừng ở đây để xin kính mời tất cả quý đồng bào cùng nghe thông cáo và thông báo. Chúng tôi kính mời quý đồng bào cùng nghe thông cáo ngày 6 tháng 5 năm 2021. Truy lùng tài sản của những kẻ phạm pháp. Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Văn phòng Thường trực Lấy lại đất tổ, Không làm khổ dân, PO Box 2807, Anaheim, California 92814. Thông cáo ngày 6 tháng 5 năm 2021. Truy lùng tài sản của những kẻ phạm pháp. Kính thưa toàn dân, thưa quý đồng nhiệm, chiếu sắc lệnh số 002-2019-0501 trên TT do Tổng thống ký ban hành ngày 1 tháng 5 2019 và thi hành phán quyết của Tòa án Môi trường Quốc tế tại Hoa Kỳ số ENC-201215 ngày 14 tháng 4 năm 2021. Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu công tác truy lùng tài sản của những kẻ phạm pháp để tịch thu. Như chúng ta đã biết, dựa theo phán quyết của Tòa án Môi trường Quốc tế thì ngoài 5 tên đầu sỏ Cộng sản Việt Nam gồm có 1. Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng, Văn phòng tại số 1 Hùng Vương, quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam. 2. Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Văn phòng làm việc số 14 Trần Bình Trọng, quận Ba Đình, Hà Nội. 3. Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch cái gọi là Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Văn phòng tại số 1 Đường Hùng Vương, quận Ba Đình, Hà Nội. Phạm Minh Chính,
thủ tướng cái gọi là chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, văn phòng làm việc số 1, đường Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội. 5. Phạm Bình Minh, phó thủ tướng cái gọi là chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, văn phòng làm việc cũng tại số 1, đường Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội. Chúng tôi rất cảm ơn sự hợp tác của những anh chị em cán binh, bộ đội, dù chưa công khai gia nhập chính phủ, nhưng ngấm ngầm cung cấp những tin tức rất quý báu, giúp cho công việc tịch thu tài sản phi pháp của những đầu sỏ tội ác rất khả quan. Qua đó, chúng ta đang phát hiện thêm những tài sản khổng lồ của Tàu Cộng đang hoạt động tại Việt Nam. Những tài sản này thường do những đầu não đặt tại nước ngoài hay do những sở hữu chủ là người ngoại quốc. Đặc biệt, bọn đầu não lại không dùng quốc tịch Tàu Cộng, nhưng lại là những tên Tàu Cộng chính cống. Điều đáng chú ý là bọn này lại được sự cấu kết, tiếp tay rất đắc lực của một số Hoa Kiều tại Chợ Lớn, đã từng được đệ nhất và đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa cưu mang trước đây. Tài sản của bọn này lên đến hàng tỷ Mỹ Kim do một số tập đoàn Hoa Kiều đứng làm trung gian hay làm chủ. Nhờ sự giúp đỡ ngấm ngầm của các anh chị em an ninh Bộ đội Cộng sản Việt Nam, Ban An ninh Nội chính của chính phủ chúng ta đang tiếp tục tra xét những tên đầu sỏ đáng chú ý có liên can sau đây. 1. Lê Minh Hoan, chức vụ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, địa chỉ số 42 Nguyễn Thị Lựu, phường 4, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp. Tài sản, tiền gửi ngân hàng khoảng 40 tỷ đồng do vợ là Nguyễn Thị Hoa và con trai là Lê Văn Công Tâm đứng tên cùng rất nhiều tài sản và bất động sản khác. 2. Lê Thanh Mân, chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Xăng dầu Đồng Tháp, địa chỉ 113 Chi Lăng, phường 3, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp. Tài sản, nhà hàng và căn biệt thự tại địa chỉ trên, một căn nhà số 350 quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, khoảng 30.000 mét vuông đất ở phường 3, thành phố Cao Lãnh, cùng với bất động sản ở Phú Quốc và tiền gửi ngân hàng. 3. Nguyễn Châu Thành, chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Xây lắp Đồng Tháp, địa chỉ 71 Lộ Hòa Đông, phường Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp. Tài sản, tổng tài sản khoảng 100 tỷ đồng, hai khách sạn BOB trên đường Tôn Đức Thắng, phường 1, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp. 4. Lê Hồng Triều, chức vụ Phó Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp, tổng tài sản khoảng 50 tỷ đồng. 5. Lê Vĩnh Tân, chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ, địa chỉ Lai Vung, Đồng Tháp, tổng tài sản khoảng 100 tỷ đồng. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm thông tin trong thời gian tới. Tuy tất cả những tên tội phạm này đang nắm giữ những chức vụ quan trọng trong guồng máy cai trị của Cộng sản Việt Nam, nhưng bọn chúng đều phải bồi thường cho Đức Quốc Công Đào Minh Quân mỗi tên là 20 tỷ Mỹ Kim, tức 20.000 triệu Mỹ Kim. Cho nên bọn chúng có thể đào tẩu hay bỏ trốn bất cứ lúc nào. Do đó, chúng tôi kêu gọi tất cả các vị tư lệnh quân khu, chính ủy các binh đoàn, các cấp chỉ huy, các anh chị em an ninh, cảnh sát, công an, bộ đội, dù đang tại nhiệm hay đã hồi hưu, đều có thể
hợp tác với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa để lập công lãnh thưởng. Dựa theo lòng khoan dung, độ lượng và bản tính hào phóng của Đức Quốc Công, Ngài có thể sẽ thưởng thí ít nhất là 100 triệu Mỹ Kim, tức là trên 230 tỷ đồng Việt Nam, cho những ai có công bắt giữ hay tịch thu tài sản của bọn tội phạm này. Số tiền thưởng còn có thể gia tăng nếu các đơn vị lập được công trạng xứng đáng. Văn phòng Thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời trân trọng thông báo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã liên lạc gửi ý kiến đến Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc. Mời quý vị và các bạn tham gia trưng cầu dân ý bằng cách nhấn vào link dưới đây: trưng cầu dân ý viết tắt .us hay www.chinhphuquocgiavietnamlamthoi.trungcauduyenyviettac.com. Chúng tôi vừa đọc xong thông cáo truy lùng tài sản của những kẻ phạm pháp. Cho nên những ngày tháng này là những ngày tháng cho tất cả những ai đã lầm đường đi theo chế độ tàn ác tàn độc của Cộng sản thì hãy mau quay về với chính nghĩa quốc gia, trưng cầu dân ý, ký đạp mặt Hồ Mao, thì tài sản hợp pháp của những người đã phạm tội đối với đồng bào Việt Nam thì sẽ được khoan hồng, được chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa do Đức Quốc Công Đào Minh Quân lãnh đạo, Ngài khoan hồng cho những ai biết quay về với chính nghĩa quốc gia. Và những đồng tiền không phải là mồ hôi nước mắt thì hãy trả lại cho dân để đền bù lại những năm tháng mà người dân đau khổ cùng cực. Đức Quốc Công đang muốn xoa dịu những nỗi đau cho người dân Việt Nam của chúng ta, cho nên Ngài đã can đảm, không một người nào dám can đảm như Đức Quốc Công, để đứng ra để kiện Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam. Và ngày hôm nay Đức Quốc Công đã thành tựu được ước nguyện của Ngài là đã thắng kiện 38.000 tỷ Mỹ Kim mà Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam phải bồi thường để cho Đức Quốc Công lấy số tiền đó. Thứ nhất là tặng cho Hoa Kỳ 22.000 tỷ Mỹ Kim và số tiền còn lại thì lo cho người dân Việt Nam của chúng ta những đền bù lại những năm tháng đã đau khổ cùng cực dưới chế độ Cộng sản Việt Nam. Và một điều chúng tôi muốn nói ở đây, số tiền 38.000 tỷ Mỹ Kim do Tòa án Môi trường Quốc tế đã xử xong ngày 14 tháng 4 năm 2021 vừa qua, thì số tiền đó đang tính lời mỗi 3 tháng đó thưa quý đồng bào, và tiền lời phải trả là 8 chấm, tất nhiên là 8% tính tới. Thì ở đây chúng tôi muốn ngừng lại đây để giải thích cho quý đồng bào chúng ta biết. Nhìn lại quá khứ thì có phải là các nước tự do rất là nhân đạo, nhân bản, cho nên từ chỗ đó cho người Việt Nam, ngay cả con ông cháu cha, tất cả những gia đình của coi như là của cán bộ nòng cốt của Đảng Cộng sản được ra nước ngoài để chi, thưa quý đồng bào, để thấy được một thế giới của người ta, một thế giới tự do, công bằng và bác ái, và những vị lãnh đạo rất thương dân, lo cho dân. Và tại sao cái xứ người của người ta lại được bình yên, không có nạn lang thang đầu đường xó chợ, và tại một cái đất nước tự do người ta có luật pháp rõ ràng. Còn Việt Nam thì xài luật rừng, cho nên từ chỗ đó thế giới tự do đang muốn cho người dân, tất cả những người dân không kể là theo chế độ Cộng sản hay là những người dân ở đất nước Việt Nam, được ra nước ngoài
để nhìn thấy luật pháp của nước ngoài, đất nước có tôn ti trật tự. Và thậm chí Cộng sản Việt Nam đã cho con cháu ra nước ngoài và ở cái đất nước của người ta cũng phải thực hiện đúng luật lệ, chứ không có xài luật rừng đó, thưa quý đồng bào. Cho nên từ chỗ đó, Cộng sản Việt Nam đã học được những luật lệ của nước tư bản, thì hôm nay phải biết được luật đó đang thi hành đối với những người nào trái luật. Cho nên Đức Quốc Công hôm nay đã thắng kiện 38.000 tỷ Mỹ Kim, mà Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Tàu phải thi hành luật đó, vì Đức Quốc Công đã thưa ra Tòa án Hình sự Quốc tế và Tòa án Môi trường Quốc tế. Cho nên hôm nay thì Tòa án Môi trường Quốc tế đã xử ngày 14 tháng 4 năm 2021, Đức Quốc Công đã thắng vụ kiện Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam. Cho nên đây là một thành công vĩ đại lớn nhất mà Đức Quốc Công đang dâng hiến cho toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta đó, thưa quý đồng bào. Cho nên đồng bào hãy vui mừng và đáp ứng lại tấm lòng của Đức Quốc Công thương dân, lo cho dân vô bờ bến, thì chúng ta hãy đền đáp bằng lá phiếu trưng cầu dân ý, để một ngày sắp tới toàn dân Việt Nam sẽ được no cơm ấm áo, được hạnh phúc, và nước Việt Nam của chúng ta sẽ bước vào một kỷ nguyên mới, đó là kỷ nguyên tân dân chủ, để bước thêm một bước nữa là thời Thượng Nguồn Thánh Đức. Cho nên hiện tại chúng ta hãy lan truyền những tin tức của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa do Đức Quốc Công đang lãnh đạo, thì người dân càng ngày sẽ mở mắt ra được, sẽ thấy được ánh sáng tự do đang lan tỏa khắp nước Việt Nam, để người dân không còn mê mờ, không còn bị Cộng sản dẫn dụ, dẫn đi đến con đường tăm tối nữa. Chúng ta hãy sáng suốt để nhận định, và hiện tại toàn dân Việt Nam của chúng ta đang được cứu, và vụ kiện thắng 38.000 tỷ của Đức Quốc Công đã thắng vẻ vang ngày 14 tháng 4 năm 2021 vừa qua. Chúng tôi kính mời quý đồng bào cùng xem lại ngày đại hội sau cái ngày toàn thắng của Đức Quốc Công đã đem về cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Đức Quốc Công đã cử phái đoàn của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời để dự cái vụ kiện xử ngày 14 tháng 4 năm 2021, và chúng ta, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa do Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo đã toàn thắng. Và trong phái đoàn Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời thì có những thành viên của chính phủ, và rất là vinh dự cho người phụ nữ Việt Nam của chúng ta, Trung tướng Lâm Ái Huệ đại diện cho người phụ nữ Việt Nam của chúng ta để dự đại hội, để chứng minh cho toàn dân Việt Nam của chúng ta biết được chúng ta đang được thắng vụ kiện 38.000 tỷ Mỹ Kim. Đây là sự thật mà người dân của chúng ta hãy truyền tải tin cho nhau để biết được. Chúng tôi kính mời tất cả quý đồng bào cùng xem lại video clip Đức Quốc Công đã thắng vụ kiện 38.000 tỷ Mỹ Kim. President Đào won 38 trillion. Kính mời quý đồng bào cùng xem và lắng nghe. Several hours with them, and I was able to get them in front of General Flynn.
concrete. Thank you. Dear patriots, we, Wei Lam, Lieutenant General of Republic of Vietnam, and our delegation, we have three people here, and on behalf of our Honorable President Dao Minh Quân of Republic of Vietnam, Provisional National Government of Vietnam, are here today. We wish you to have a successful conference. Next, we want all of you patriots here today to celebrate with us our victory that we just won the lawsuit, 38 trillion against the Chinese Communists. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Một tin thắng lợi tuyệt vời. Toàn dân Việt Nam của chúng ta hãy lan tỏa tin tức này và chúng ta hãy đồng lòng trưng cầu dân ý. Vì chúng ta chỉ có một con đường duy nhất mà thôi. Trưng cầu dân ý để Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa sẽ về do Đức Quốc Công lãnh đạo để xây dựng lại ngôi nhà Việt Nam đã đổ nát và chưa có gượng đứng dậy được. Ngôi nhà đó gồm tất cả những người dân Việt của chúng ta đang đau khổ lầm than, đang bị một ách thống trị rất là cay nghiệt. Cho nên hôm nay chúng ta hãy lan tỏa những tin tức này. Hệ thống trưng cầu dân ý đang chờ đợi tất cả quý đồng bào của chúng ta để lấy được nền tự do no ấm. Cộng sản phải tan rã. Cộng sản phải tan rã vì những gì dối trá, độc ác. Ngày hôm nay chúng ta đang đi vào một cuộc cách mạng tâm trị, một cuộc chiến giữa thần thánh và ma quỷ. Nếu chúng ta không đứng về phía chính nghĩa là chúng ta đang làm lợi cho ma quỷ đó, thưa quý đồng bào. Cho nên chúng ta phải chứng minh được mình là người chính nghĩa thì mình phải sử dụng lá phiếu trưng cầu dân ý để chứng minh. Bây giờ chúng tôi đọc tiếp một cái thông báo thứ hai ngày 7 tháng 5 năm 2021. Kính mời quý đồng bào cùng lắng nghe. Bây giờ trước khi lắng nghe thì chúng tôi kính mời quý đồng bào cùng xem bức hình của Đức Quốc Công, bức hình mới nhất, cho tất cả quý đồng bào cùng xem chân dung của Ngài, để cho đây là niềm tin cho người dân Việt Nam của chúng ta. Ngài đang hiện hữu để đem tự do no ấm về cho quý đồng bào Việt Nam của chúng ta. Đức Quốc Công mặc áo màu trắng đang đứng ở tại lục giác đài tưởng niệm 58.721 chiến binh Hoa Kỳ tử trận tại Việt Nam đó, thưa quý đồng bào. Ngài đã xây dựng cái lục giác đài. Ngài đang đứng cùng với những thành viên trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để chụp bức hình này. Đây là bức hình mới nhất đó nghe, thưa quý đồng bào. Đó, cho nên là đồng bào Việt Nam của chúng ta hãy an tâm. Lúc nào chúng ta cũng đang có Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam đang đi bên cạnh chúng ta và đang đem nền tự do no ấm về cho dân tộc Việt Nam của chúng ta. Chúng ta hãy cùng chung vai góp sức để Việt Nam được tự do trong những ngày sớm nhất. Đức Quốc Công đang chờ đợi đồng bào Việt Nam của chúng ta. Hãy xóa đi tất cả những gì mà Cộng sản đã gieo vào những cai nghiệt cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Ngài rất nhân từ độ lượng và dang rộng vòng tay, ngay cả kẻ thù, ngay cả những người đã đi theo kẻ thù để làm hại đất nước của chúng ta, Ngài cũng đang hàn gắn lại cái vết thương của người dân Việt Nam của chúng ta. Và hôm nay tất cả người dân Việt Nam đều là dân tộc Việt, máu thịt ruột rà của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Cho nên không kể đi theo giặc hay là những người dân, đều chúng ta đều là dân Việt, thì hãy chứng minh bằng lá phiếu trưng cầu dân ý. Đừng chờ đến một ngày không có thể nào nói là tôi không biết, tôi không nghe, tôi không thấy. Vì chúng tôi là những thành viên của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đang lan tỏa những tin tức mới nhất cho quý đồng bào của chúng ta. Cho nên hãy lan truyền những tin tức này. Đừng để cho Cộng sản Việt Nam che đậy, dẫn dắt người dân đi đến chỗ mê mờ tăm tối mà một ngày chúng ta tự hại chúng ta mà thôi. Đức Quốc Công đang cứu người dân Việt chúng ta, thì hãy sáng suốt để đi theo con đường sáng. Bây giờ chúng tôi kính mời quý đồng bào cùng nghe thông báo. Đó, quý đồng bào thấy không?
hình ảnh chân dung mới nhất của Đức Quốc Công đó, để cho quý đồng bào được an tâm là Đức Quốc Công lúc nào cũng đang bên cạnh người dân Việt Nam của chúng ta bằng lá phiếu trưng cầu dân ý đó, thưa quý đồng bào. Bây giờ chúng tôi kính mời quý đồng bào cùng lắng nghe. Toàn dân quyết truy lùng những kẻ phạm pháp. Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Văn phòng Thường trực Lấy lại đất tổ, Không làm khổ dân, PO Box 2807, Anaheim, California 92814, Hexagon Monument là Lục Giác Đài đó. Đức Quốc Công đang chụp hình ở tại Lục Giác Đài, ở tù nghĩa đường đó nghe thưa quý đồng bào, tại tù nghĩa đường. Thông báo ngày 7 tháng 5 năm 2021, toàn dân quyết truy lùng những kẻ phạm pháp. Kính thưa toàn dân, thưa quý đồng nhiệm, theo báo cáo của Bộ Tài chính Hoa Kỳ thì tính đến cuối tháng 4 năm vừa qua thì tổng số vốn của Việt Nam đầu tư tại Mỹ là 546 triệu Mỹ Kim. Đây là vốn đầu tư nhiều nhất tại Hoa Kỳ từ trước đến nay, nhưng chỉ khoảng hơn nửa tỷ Mỹ Kim. Trong khi đó, theo phán quyết của Tòa án Môi trường Quốc tế tại Hoa Kỳ số ENC 201215 ngày 14 tháng 4 năm 2021, thì những tên đầu sỏ tội ác cộng sản như Nguyễn Phú Trọng, Tô Lâm, Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Minh Chính, Phạm Bình Minh, mỗi người đều phải nợ Đức Quốc Công số tiền án phạt là 20.000 triệu Mỹ Kim. Số tiền phạt này nếu chưa trả được tính 8% tiền lời mỗi 3 tháng. Nếu so sánh thì tổng số tiền của tất cả người Việt Nam đầu tư vào Hoa Kỳ được đánh giá là nhiều nhất trong 4 tháng đầu năm 2021 là 540 triệu Mỹ Kim, chỉ tương đương 1 phần 40 số tiền phạt chưa tính tiền lời của mỗi tên đầu sỏ cộng sản Việt Nam thiếu nợ phải trả Đức Quốc Công để Ngài sử dụng trong việc chia sẻ, ban phát cho đồng bào và những gia đình người Việt cần Ngài giúp đỡ. Do đó, tuy những tên tội phạm này đang nắm giữ những chức vụ quan trọng trong guồng máy cai trị của Cộng sản tại Việt Nam, nhưng vì thiếu nợ Đức Quốc Công ngập đầu, nên bọn chúng có thể đào tẩu hay bỏ trốn bất cứ lúc nào. Vì vậy, chúng tôi kêu gọi tất cả các vị tư lệnh quân khu, các chính ủy, các binh đoàn, các cấp chỉ huy quân đội, các anh chị em an ninh, cảnh sát, công an, bộ đội, dù đang tại nhiệm hay đã hồi hưu, đều có thể hợp tác với Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa truy bắt bọn tội phạm để lập công, vừa được lãnh thưởng trong vinh dự lại còn mang lại giàu sang vinh hiển cho gia đình và dòng họ, không còn làm thân trâu ngựa cho bọn cộng sản. Như chúng tôi đã thông báo, dựa theo lòng khoan dung, độ lượng và bản tính hào phóng của Đức Quốc Công thì sau khi lấy được tiền bồi thường, Ngài có thể sẽ thưởng thí ít nhất là 100 triệu Mỹ Kim, tức là trên 230 tỷ đồng Việt Nam, cho những ai có công bắt giữ hay tịch thu tài sản của bọn tội phạm này. Số tiền thưởng còn có thể gia tăng nếu các đơn vị lập được công trạng xứng đáng. Văn phòng Thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời trân trọng thông báo. Chúng tôi vừa đọc xong thông báo thì tất cả quý đồng bào, chúng ta hãy cùng chung vai góp sức. Và Đức Quốc Công đã đưa ra giải thưởng, cái số tiền thưởng rất là cao, cho nên ít nhất là 100 triệu Mỹ Kim. Kính thưa quý đồng bào, số tiền này quá lớn đó nghe thưa quý đồng bào. Vì nói thật, 1 triệu Mỹ Kim thật sự ra
cũng kiếm không có, chưa có nữa, chứ đừng nói chi là 100 triệu Mỹ Kim. Cho nên những tên tội phạm phải trả lại những gì mà đã cướp của người dân Việt Nam của chúng ta. Cho nên nếu biết là mình đang bị truy nã thì hãy hồi đầu và quay về với chính nghĩa quốc gia và giao lại số tiền đã bóc lột hút máu người dân, nộp lại cho Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân để đói công chuộc tội. Và tất cả những anh em đã lỡ lầm đi theo chế độ cộng sản tàn ác thì cũng nên quay về với chính nghĩa quốc gia, trưng cầu dân ý, đạp mặt Hồ Mao để chứng minh mình đã quay về với chính nghĩa quốc gia. Tất cả chúng ta là anh em một nhà, không có thể nồi da sáo thịt được, vì cộng sản Tàu đang muốn cho anh em một nhà nồi da sáo thịt thì cộng sản Tàu mới cướp nước Việt Nam của chúng ta và biến Việt Nam của chúng ta thành một quận lỵ của chúng qua mật nghị thành đô. Thì cho nên ở nước Việt Nam của chúng ta chắc chắn là người dân không có biết được là cộng sản Tàu nó đang đi dần để kết thúc cái mật nghị thành đô. Và mật nghị thành đô đã được ký ngày 3 và 4 tháng 9 năm 1940. Và qua 10 bước, bước thứ nhất là sáp nhập đất liền, bước thứ hai là sáp nhập biển, bước thứ ba là sáp nhập kinh tế, bước thứ tư là sáp nhập quốc phòng, bước thứ năm là sáp nhập an ninh, bước thứ sáu là sáp nhập gián điệp, bước thứ bảy là sáp nhập tình báo, bước thứ tám là đưa di dân vào không cần visa, bước thứ chín là sáp nhập văn hóa, và bước cuối cùng là sáp nhập ngôn ngữ. Tiếng Việt sẽ trở thành tiếng Tàu và tất cả người dân Việt của chúng ta cũng đã biết được qua một lần Bùi Hiền đã thử ở tại nước Việt Nam của chúng ta là cái tiếng Việt mới, mới ở đây có nghĩa là tiếng Việt theo cái âm của tiếng Tàu, cho nên nghe rất là kỳ. Mà nếu chúng ta quên đi những ngày tháng đó thì Tàu Cộng chúng nó đang đi dần để kết thúc mật nghị thành đô và biến nước Việt Nam của chúng ta thành một quận lỵ của chúng. Cho nên một cái mộng xâm lược chiếm nước chúng ta không có được thành sự thật, vì Đức Quốc Công đang đứng ra cứu nước Việt Nam của chúng ta. Cho nên Tàu Cộng, cộng sản phải tan rã mà thôi. Đồng bào Việt Nam của chúng ta hãy chứng minh mình là người Việt, không chấp nhận cộng sản. Cho nên hãy nhanh tay trưng cầu dân ý để cho tất cả người Việt của chúng ta sẽ sống được một đời sống mới tự do no ấm. Mà hiện tại Việt Nam của chúng ta tại thềm lục địa có mỏ dầu lớn gấp 72 lần mỏ dầu của Kuwait, thì lợi nhuận từ mỏ dầu đó ở thềm lục địa Đức Quốc Công sẽ chia cho đồng bào Việt Nam của chúng ta. Cho nên dân Việt của chúng ta trong tương lai sẽ rất giàu có. Và cho nên chúng ta sẽ bước vào một kỷ nguyên mới, đó là kỷ nguyên tân dân chủ. Tân dân chủ là người dân bây giờ, người dân có quyền làm chủ đất nước của mình bằng một phương pháp mới, một cách mới mà Đức Quốc Công đã sáng lập ra thuyết tân nhân chủ, để cho người dân Việt của chúng ta có ý thức và chúng ta là những người dân sáng suốt. Cho nên hiện tại lá phiếu trưng cầu dân ý là bước đầu để cho người dân thực hiện quyền làm chủ đất nước của mình. Và người dân
trưng cầu dân ý thì người dân đã chứng minh mình là một người dân của kỷ nguyên mới, kỷ nguyên tân dân chủ rồi đó thưa quý đồng bào. Cho nên chúng tôi đọc cho quý đồng bào nghe về chương trình tân dân chủ, là chương trình tân dân chủ của Đức Quốc Công bao gồm 9 cương lĩnh hành động. Thứ nhất là duy thật lập cộng, chúng ta bằng lá phiếu trưng cầu dân ý điền vào trong đó sự thật của mỗi cá nhân của chúng ta, thì lá phiếu trưng cầu dân ý bằng sự thật sẽ lật được cộng. Bước thứ hai, ký đạp mặt Hồ Mao. Ký đạp mặt Hồ Mao cho Đức Quốc Công biết được chúng ta không chấp nhận một tên gián điệp Tàu Cộng đã cài cắm vào đất nước Việt Nam của chúng ta. Và Hồ Mao, Mao là Mao Trạch Đông, đã đưa cái chính sách cộng sản vào nước Việt Nam của chúng ta để chiếm nước Việt Nam. Cho nên chúng ta cần phải ký đạp mặt Hồ và Mao. Thứ ba, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Đức Quốc Công sẽ chắc chắn sẽ lấy lại được đất tổ, vì hiện tại đã chứng minh cho toàn dân chúng ta biết Đức Quốc Công đã thắng vụ kiện tại Tòa án Môi trường Quốc tế 38.000 tỷ Mỹ Kim đó thưa quý đồng bào. Cho nên những ngày sắp tới là những tin tức dồn dập đến, và người dân chúng ta sẽ rất vui mừng khi Đức Quốc Công liên tiếp đem từ thắng lợi này đến thắng lợi khác cho toàn dân Việt Nam của chúng ta. Thắng lợi thứ nhất vẻ vang là đã vạch mặt được một tên gián điệp Tàu Cộng đang cài cắm vào nước Việt Nam của chúng ta, nằm tại Lăng Ba Đình và gieo bao nhiêu tang thương chết chóc cho người dân Việt của chúng ta. Và thời gian không có phải là ngắn ngủi, Đức Quốc Công vẫn kiên trì để ngày hôm nay Đức Quốc Công đã mang về một chiến thắng vĩ đại cho dân tộc Việt Nam của chúng ta bằng con số 38.000 tỷ Mỹ Kim Ngài dâng hiến cho dân tộc Việt Nam của chúng ta đó thưa quý đồng bào. Vì chúng ta đồng bào Việt Nam cũng nên biết được là Đức Quốc Công là một triệu phú đầu tiên ở tại nước Hoa Kỳ. Khi Đức Quốc Công đi sang nước Hoa Kỳ và Ngài đã thành công, thành đạt để Ngài có một gia tài đồ sộ là một triệu phú. Nhưng Đức Quốc Công vẫn không màng đến của cải tiền tài và danh vọng, mà Đức Quốc Công đều hy sinh tất cả, bán hết tài sản để giúp 17 trại tị nạn ở vùng Đông Nam Á đang phải bị trả về Việt Nam, không được định cư qua nước thứ ba. Có ai biết được những ngày tháng đó, dân Việt Nam, người tị nạn Việt Nam của chúng ta đau khổ đến giường nào khi nghe tin bị trả về Việt Nam dưới chế độ Cộng sản. Chắc chắn là Cộng sản Việt Nam không bao giờ để yên cho những người đã đi vượt biên mà không được đi định cư. Thì trở về Việt Nam, chắc chắn Cộng sản Việt Nam trù dập, đánh đập và không sao kể xiết những nỗi khổ cho những người dân Việt này. Đức Quốc Công đã nhìn thấy được số phận của những người Việt Nam, trên 200.000 người đó thưa quý đồng bào, của 17 trại tị nạn của 5 nước vùng Đông Nam Á. Và Đức Quốc Công sẵn sàng hy sinh để cho những người này được trở về Việt Nam. Thứ nhất, có được tiền, Đức Quốc Công bán tài sản để trợ giúp cho những người này được có cuộc sống tương đối là không phải đói khổ, và bảo vệ an toàn cho những người này khi trở về hồi hương.
Ngài đã vận động Liên Hiệp Quốc để Cộng sản Việt Nam phải bảo vệ cho những người này không bị trù dập, và một cách rất là trí tuệ và trí huệ, Đức Quốc Công đã dàn xếp tất cả để cho tất cả những người dân tị nạn trở về hồi hương được an toàn, bằng cách là mỗi tháng đến lãnh tiền và trình diện, thì như vậy mới biết được những người này được an toàn. Đó là một cách để Đức Quốc Công theo dõi Cộng sản Việt Nam có đàn áp trù dập những người này hay không. Ngài bảo vệ cho tất cả những đồng bào không được đi định cư được trở về Việt Nam an toàn và có đời sống tương đối ổn định. Như vậy thì chắc chắn là dân tộc Việt Nam của chúng ta rất may mắn khi Đức Quốc Công đang bảo vệ toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta. Mỗi một giai đoạn, Đức Quốc Công đều hy sinh cho người dân Việt của chúng ta, khi Ngài lúc nào cũng muốn người dân Việt được tự do no ấm. Cho nên Ngài đã muốn cho người dân Việt được an toàn, mà chúng ta lấy lại được đất tổ của chúng ta và không làm khổ dân bằng lá phiếu trưng cầu dân ý, không đổ mồ hôi và cũng không tốn một giọt nước mắt. Quý đồng bào có thấy tuyệt vời hay không? Thứ tư là Việt Cộng bỏ Cộng còn Việt, Việt không giết Việt. Đức Quốc Công rất nhân từ độ lượng. Việt Cộng bỏ Cộng còn Việt, tất nhiên là những người Việt đi theo một cái chế độ tàn ác, bị chúng lừa gạt và chúng nó dùng những lời ma mỹ để lừa gạt người dân Việt Nam của chúng ta. Cộng sản Việt Nam lừa dối dân Việt để cho dân Việt mê mờ và đi theo một cái chế độ tàn độc. Cho nên ngày hôm nay, Đức Quốc Công dang rộng vòng tay để cho tất cả những ai đã lầm đường trở về với chính nghĩa quốc gia. Việt Cộng bỏ Cộng còn Việt, cởi cái áo Cộng sản ra thì chúng ta là những người anh em Việt Nam của dân tộc Việt Nam. Việt không giết Việt. Khi những anh em bộ đội, công an, cán binh, đảng viên Cộng sản quay về với chính nghĩa quốc gia thì sẽ được Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa do Đức Quốc Công, Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo bảo vệ an toàn cho những người này. Đức Quốc Công lúc nào cũng thương người dân cả, cho nên biết là mình lầm đường thì hãy quay về với chính nghĩa quốc gia. Đó là bước thứ tư. Thứ năm, bảo vệ tánh mạng, danh dự và tài sản hợp pháp cho đảng viên Cộng sản tham dự chương trình Tân Dân Chủ. Thì chúng tôi cũng mới vừa nói là Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa do Đức Quốc Công lãnh đạo thì sẽ bảo vệ tánh mạng, danh dự và tài sản hợp pháp cho đảng viên Cộng sản tham dự chương trình Tân Dân Chủ, có nghĩa là trưng cầu dân ý, ký đạp mặt, hồ mao, tham gia vào Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời để giúp dân xây dựng đất nước và đói công chuộc tội. Thứ sáu, thay tài công bằng cách huấn luyện. Hiện tại có rất nhiều cán binh đảng viên Cộng sản quay về với chính nghĩa quốc gia và tham gia vào Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đang được Đức Quốc Công trực tiếp huấn luyện. Cho nên tất cả chúng ta hãy nói với nhau để càng ngày càng có nhiều cán binh, bộ đội, công an, đảng viên Cộng sản quay về với chính nghĩa quốc gia để được Đức Quốc Công huấn luyện trở thành người chân chính, không có theo bọn tà ma gian ác để giết hại dân lành và khủng bố tinh thần của người dân. Thứ bảy, thay máu bằng thẻ căn cước tín dụng. Thay máu bằng thẻ căn cước tín dụng. Thứ bảy,
Thứ 8, thay cờ Việt Cộng bằng quốc kỳ quốc gia Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc. Thay cờ Việt Cộng bằng quốc kỳ quốc gia Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc. Thứ 9, bất đồng không bất hòa, tha được cứ tha, lấy trí nhân thay cường bạo, lấy đại nghĩa thắng hung tàn. Cho nên những ngày hôm nay Cộng sản không có còn con đường nào để thoát cả, thưa quý đồng bào. Vì sao? Vì Cộng sản quá tàn ác, mà Cộng sản Việt Nam đang vu oan giá họa cho Đức Quốc Công là khủng bố. Nhưng Đức Quốc Công lấy lại đất tổ, không làm khổ dân thì làm sao là khủng bố được, phải không thưa quý đồng bào? Và hệ thống trưng cầu dân ý để cho người dân được an toàn tiện lợi, thì như vậy Đức Quốc Công rất thương yêu người dân, mà Cộng sản Việt Nam đang vu oan giá họa thì người dân chúng ta sáng suốt thì nhận định được rồi. Chúng tôi không cần phải nói nhiều ở đây. Cho nên ngày hôm nay Cộng sản Việt Nam đang gặp khắc tinh của chúng nó rồi đó, là vì ác lai thì sẽ ác báo. Và mặc dù lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát đó thưa quý đồng bào. Cho nên ai đã thấy được Đức Quốc Công đang dâng hiến tấm lòng thương dân yêu nước vô bờ bến, thì chúng ta hãy một lá phiếu để trân trọng kính cảm ơn Đức Quốc Công đã đem về tự do no ấm cho dân Việt của chúng ta. Cho nên những ngày tháng sắp tới, mà khi lá cờ đỏ sao vàng của Cộng sản ở tại Liên Hiệp Quốc kéo xuống, thì cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta được kéo lên đó thưa quý đồng bào. Và chắc chắn ngày đó sẽ đến, và ngày đó đang đến. Vì chúng ta hãy nhớ một điều, 38.000 tỷ Mỹ Kim Đức Quốc Công đã thắng kiện rồi đó. Tòa án môi trường quốc tế, đây là sự thật. Và luật của quốc tế đang thực thi, không phải là ở một nước xài luật rừng nghe thưa quý đồng bào. Cho nên từ chỗ đó, đồng bào chúng ta hãy an tâm và nhanh tay trưng cầu dân ý, để chúng ta sẽ có được ngày tự do no ấm. Ngày đó không có xa. Cho nên bây giờ chúng tôi kính mời quý đồng bào cùng nghe một tuyệt tác phẩm của Đức Quốc Công với bút hiệu là Nam Quán, bài thơ Tiến Thu của nhà thơ Nam Quán. Kính mời quý đồng bào cùng lắng nghe. Xin lỗi. Nam Quán mùa thu 2003. Ta vẫn chờ ai mỗi sớm thu,
để nghe lòng vắng nhóm sương mù, môi thơm da diết hồn cô lữ, mắt biết bàng hoàng dạ trượng phu. Nắng hạ nóng bừng mây rộn rã, trăng thu vắng lặng gió âm u. Trăng đây trăng đó đều trăng cả, bến cũ giờ đây vắng tiếng ru. Tấm lòng của Đức Quốc Công lúc nào cũng nhớ về quê hương đất nước Việt Nam cả đó thưa quý đồng bào. Vì ở xứ người không bao giờ chúng ta nghe được tiếng ru đâu thưa quý đồng bào. Vì ở dân tộc Việt Nam của chúng ta, những buổi trưa hè người mẹ ru con ngủ thì Đức Quốc Công lúc nào cũng nhớ những tiếng ru văng vẳng ở bên tai. Tấm lòng của Đức Quốc Công, hình ảnh quê hương Việt Nam không bao giờ mờ nhạt trong tấm lòng của Đức Quốc Công cả. Cho nên những vần thơ, những bài tuyệt tác phẩm của Đức Quốc Công lúc nào cũng gợi nhớ cho dân tộc Việt Nam của chúng ta một tấm lòng cao cả của một người con dân nước Việt. Đức Quốc Công đang dâng hiến tấm lòng của Ngài cho toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta đó thưa quý đồng bào. Chúng ta đừng để cho Ngài thất vọng. Những năm tháng Ngài đã hy sinh, dân Việt của chúng ta đang nợ Đức Quốc Công những lời cảm ơn. Cho nên tất cả dân Việt hãy làm một nghĩa cử để chứng minh mình đang được hãnh diện, vinh dự có được một vị lãnh đạo thông minh tài ba xuất chúng, là thiên sứ của đất trời Việt Nam, của Thượng Đế trời Phật đang thương đất nước Việt Nam, cho Ngài xuống đây để cứu người dân Việt của chúng ta đó. Vì người thường không thể làm được những điều này đó thưa quý đồng bào. Chắc chắn Ngài là một thánh nhân đang xuống thế gian này để cứu người dân Việt của chúng ta. Bây giờ chúng tôi xin kết thúc chương trình ở đây. Kính mời quý đồng bào cùng nghe bài hát Trưng Cầu Dân Ý để kết thúc chương trình hôm nay. Thank you.
Nguyện xin Thượng Đế Trời Phật Hồn Thiên Sông Núi xin gia hộ độ trì cho Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, được thành công viên mãn. Trân trọng kính tạ ơn Thượng Đế Trời Phật Hồn Thiên Sông Núi. Trước khi chấm dứt chương trình, chúng tôi kính mời tất cả quý đồng bào cùng chúng tôi cất cao lời thề son sắt do Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam đã truyền dạy. Kính mời quý đồng bào. Dân tộc Việt bất khuất, bất khuất, cương thổ Việt bất phân, bất phân, nhân dân Việt bất ly, bất ly. Chúng tôi, Thiếu tướng Kim Huỳnh, trân trọng kính chào tạm biệt Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam. Kính chào tạm biệt quý Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý thành viên, đồng nhiệm cùng đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước. Xin kính chúc Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân được nhiều sức khỏe, thân tâm thường an lạc. Kính chúc quý Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý thành viên, đồng nhiệm cùng đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước được dồi dào sức khỏe và bình an, đón chào những ngày mới an bình hạnh phúc cho toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta, do Đức Quốc Công Đào Minh Quân sẽ đem về Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa tự do no ấm cho toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta. Trân trọng kính chào.